cống hiến cho nghệ thuật đã lâu nhưng có nhiều ngôi sao V-Biz mang quốc tịch nước ngoài mà chưa chắc bạn đã biết. Kim Lý quốc tịch Thụy Điển. Gia đình của Kim Lý có gốc là người Sài Gòn nhưng từ năm 1981 đã dời qua Thụy Điển định cư. Cũng tại đây Kim Lý được sinh ra, lớn lên và lấy quốc tịch Thụy Điển. Sau khi học xong đại học, Kim Lý sang Canada theo đuổi ước mơ làm diễn viên. Thậm chí anh còn nhận được cả đề cử tại liên hoan phim Cannes. Nhiều khán giả Việt đã bắt đầu biết đến Kim Lý từ khi anh góp mặt trong bộ phim Hương Ga. Hiện anh là chồng của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Cả hai dù chưa làm đám cưới nhưng đã đăng ký kết hôn. Có với nhau cặp song sinh Lisa và Leon cực kháu khỉnh. Gia đình Kim Lý Hà Hồ trở thành một trong những gia đình hot nhất V-Biz. Kay Thiên Nguyễn quốc tịch Mỹ. Kay Thiên Nguyễn là một diễn viên người Mỹ gốc Việt, vốn được sinh ra tại Sài Gòn. Nhưng khi lên lớp 5, cô nàng đã cùng gia đình di cư sang Mỹ để sinh sống và học tập. Đến năm lớp 8, mặc dù người đẹp này đã trở về Việt Nam để sinh sống, nhưng vì cô nàng có nhiều người thân ở Mỹ nên cô vẫn thường xuyên qua lại giữa hai nước. Sở hữu khuôn mặt xinh xắn có nét tay tay, Kay Thi trước khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất đã nổi lên như một hiện tượng trên mạng xã hội nhờ video hát nhép khoảng 15 giây ca khúc Destiny của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Trên đà đó, cô nàng sớm lớn sân điện ảnh và giành được thành công lớn ngay bộ phim đầu tay Em Chưa 18. Harry Won quốc tịch Hàn Quốc. Harry Won tên thật là Lou Esther, hoạt động tích cực ở thị trường giải trí Việt Nam, nhưng thực chất cô nàng mang quốc tịch Hàn Quốc. Nhờ có vốn tiếng Việt rất ổn, trong một lần cùng nhóm đến Việt Nam biểu diễn và nhận được nhiều sự chú ý của khán giả, Harry Won quyết định ở lại quê hương của cha mình lập nghiệp. Harry Won từng nhận nhiều gạch đá khi chia tay mối tình 9 năm với rapper Tiến Đạt để đến với nam MC Đình Đám Trấn Thành. Vượt qua sóng gió, cả hai hiện tại có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Giờ đây, ngoài vai trò ca sĩ, Harry Won còn lớn sân diễn xuất làm MC. Cô đang là gương mặt phụ sóng dày đặc trên các sóng truyền hình. Harry Lu quốc tịch Đài Loan. Harry Lu tên thật là Lu Jinyu, sinh năm 1992, là diễn viên mang quốc tịch Đài Loan. Không chỉ sổ vẻ ngoài điển trai đúng tim phái nữ, mà Harry Lu còn gây ngưỡng mộ bởi vốn ngoại ngữ không phải dạng vừa. Anh chàng có thể sử dụng thành thạo 3 thứ tiếng bao gồm tiếng Việt, tiếng Anh và cả tiếng Trung. Lần đầu thử sức với vai trò diễn viên thông qua bộ phim Thân Tượng vào năm 2014, Harry Lu bất ngờ nhận về phản ứng tích cực từ khán giả. Trên đài đó, anh nhanh chóng trở thành nam thần trong mắt các bạn trẻ. Victor Vũ quốc tịch Mỹ. Victor Vũ, nam đạo diễn nổi tiếng với loạt phim đình đám như Cô Dâu Đại Chiến, Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, Mắt Biết, Người Bất Tử. Thực chất mang quốc tịch Mỹ, ông tên thật là Vũ Quốc Việt, sinh năm 1975 và được biết đến nhiều trong vai trò như đạo diễn, nhà biên kịch phim, nhà sản xuất phim và người dựng phim. Bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1997 cho đến hiện nay, Victor Vũ vẫn đang là một trong những đạo diễn, nhà sản xuất phim nổi tiếng hàng đầu V-Biz. Bên cạnh đó, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của ông bên người đẹp Đinh Ngọc Diệp cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm ủng hộ của khán giả. Qua đó có thể thấy rằng dù không mang quốc tịch Việt nhưng những ngôi sao kể trên vẫn đang hoạt động vô cùng chăm chỉ, cống hiến hết mình cho làng giải trí nước nhà. Nghệ thuật vốn luôn là như vậy, chẳng hề có bất cứ một giới hạn hay quy luật nào, chỉ cần chúng ta có đam mê và nhiệt huyết với nghề, chắc chắn thành công sẽ tỏa sáng dù ở bất kỳ đâu. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn. We'll be right back.